nguyên một cái dãy chung cư bỏ hoang luôn các bạn. Ở đây mình thấy rất là hoang tàn và cảm giác rất là rùng rợn luôn. Đó, mọi người có thể thấy là bên trong nó rất là u ám. Ở đây sao tôi không hiểu làm gì nước nó chảy quá trời luôn nè. Không hiểu vì sao mà tất cả những cái lối vào là đều bị bịt kín hết. Chào tất cả mọi người, thì trên đường Cường đi quay clip về và Cường vô tình đi ngang qua cái con đường này ở quận này, quận mấy? Huyện Bình Chánh. Ở Bình Chánh thì phát hiện nguyên một cái dãy chung cư bỏ hoang luôn các bạn. Đó, mọi người có thể thấy là bên trong nó rất là u ám. Ở đây sao tôi không hiểu làm gì nước nó chảy quá trời luôn nè. Khúc này nước nó chảy quá trời luôn nè. Không hiểu sao mà có nước chảy đây quá trời. Bây giờ kiếm một cái lối đi vào đi dạ. Mình tham quan thử coi ở trong đây nó có cái gì. Qua đây nè. Qua đây dễ đi hơn. Coi chừng dũng nước nha. Leo lên được không? Ở đây nó hơi cao nha. Hey. Chạy lại chỗ nhiễu nước coi tại sao bên đó nó nhiễu quá trời vậy trời. Nè. Nước đâu nhiễu dữ hả? Sao mày biết nước sạch hay nước dơ rửa? Rửa chân. Ê, chặt, leo lên trên đó coi thử coi cái nguồn nước nó bắt đầu từ đâu mà sao nó chảy dữ rồi. Hả? À, nè. Nguồn nước từ đâu vậy? Nói cho bây giờ hay à. Nước đâu chảy xuống ta? Trên chắc trên tầng 1 đó. Nước. Giờ mình đi kiếm cái đường nào vô lên trên đó coi thử coi nước chảy từ đâu. Sao mà tất cả những cái lối vào là đều bị bịt kín hết. À, bên kia cũng bịt luôn. Như căn nhà ở Phú Mỹ Hưng á, chà, cũng bị bịt giống vậy. Căn nhà mà người ta đồn là có ma. Sao bây giờ đi hướng nào ta? Vô đường này dưới đây ha. Ở đây có thể là chúng ta có thể làm phim được luôn á. Làm phim những bộ phim hành động trong đây nè. Hay là giải cứu con tin thì cũng được. Các bạn rất là ghê. Đây là cái gì? Cái hồ chứa nước mà phải không? Hèn gì nước nó nhiễu quá trời luôn. Này giống như là đường nước sinh hoạt của dân cư vậy đó. Hướng vô cái căn phòng này rồi. Có gì trên đó? Ở đây tôi thấy nước là nước này các bạn. Đấy, sạch quá thôi. Ok, sợ quá. Thấy không? Nó có bị thấy. Có cái độ sáng không? Thấy. Thì đây có cầu thang đi lên. Đây chưa chắc người ta xây thang máy hả? Đúng rồi, chỗ này thang máy nè. Phải không? Đúng rồi. Mà sao tao thấy ở đây nó còn thấp quá mày? Đâu có cao đâu mà xây thang máy vậy? Thì ở đây mới người ta mới xây được một tầng mà. Là bỏ quan á. Đúng rồi, xây được một tầng thôi nè, đó, cầu thang đi lên nè. Ở này là cái đường đi xuống hầm hay gì? Đúng rồi, chắc đường này là người ta xây xuống tầng hầm gửi xe hay gì nè. Ở trong đây nó ngập nước, ở dưới hầm ngập nước rồi. Nước quá trời. Đây là lầu 1 này các bạn. Wow, rất là cổng lớn luôn á. Ha. Đi có cái hộp quẹt dưới kìa. Hộp quẹt của ai để đây ta? Mình nghĩ
chắc cũng có dân nghiện người ta chui vô đây người ta hút. Hùng khi nào em về đây? Hùng khi nào bạn về đây xem được những dòng chữ này đầu tiên bạn gặp tôi. Nghe có vẻ rất là ghê gớm. Đi là danh. Đây là trên sân thượng rồi. Họ họ chỉ mới xây được tới khúc này là họ dừng rồi. Họ xây tới khúc trên đây là họ dừng rồi. Đúng không? Không có kinh phí để xây tiếp. À. Các bạn có thể thấy rất là rộng lớn luôn. Nè, mấy cái bê tông đồ họ đổ dang dở nè. Cốt thép đồ này nọ. Đục cái nước không ạ? À?